Live streaming is on. Okay, good morning everybody and everyone or everybody, it's up to you what can be called. Okay, good morning everyone, and this morning we have a conference on Unit 6 and Unit 7. Rizal and also Chen Chia and also one more is Chen Chia and Rizal, have you watched the video clips already and exercise? Have you done already? Okay, Rizal, did you hear me? Yes, sir. Okay. Okay. Lisa, this morning we study, and today I'm a bit late because. Ta mình chụp toàn thì cái chụp online, tại online mình đã công tơ tới vì dừng vậy tới vì công thì tại vì tập một á, chẳng có para thì tăng xin chẳng cả rồi thì cắn mới bị chỗ này bị ở trong là mau. Ok, chẳng không ta này đang đi chia sẻ cho bộ phận hà lực dịch bệnh hay sập ra cõi dương trăm ngày nhưng xong chạy sập ra cõi hơi á sập ra cõi nhưng xong mà để đó thì mà riêng ngày thực hành kia bản này là sao nhưng liên ca là vô tới hai ngày thứ bảy á cho mời nhưng sao bà tập lệ còn liên từ không cầm chặt bên ngày nhân từ nên là sập ra cõi dương liên ngày kia đi ngày bỏ khóa dương sập ra cho ấy chăm sập ra cầu mình tiết dương điện ngày bỏ khó thầm ra thì tới dương sau tập pi sập ra tiết tiền rồi sập ra tiết pram rồi sau tập pi tiết chọc nhé. Ok, chăm dương xong mà ngày ấy xong ngày kia sập ra cầu bị sao chăm chui prap mật thẹn không nhé. Và ok bị sao ở mật thẹn nhưng mình đã nó có cho cả không nhỉ? Dạ, chăm dương tự lại linh dạ. Tôi lại liên hệ cho số cho chuyện nhưng tôi lại liên hệ cho mọi người chăm tịch. Oh, nhưng mà tôi bảo chọc mỏng cho mặt bạc mặt bạc nạn phóng. Ai thích tam thần nó đấy nhẹ mau có riêng nhẹ mình mau có mà dứt châu dứt cả châu tới cái này internet nó sai số chết đó này bị tập lờ đi internet đang load mà đong khăng mà đong sao vậy. Ok, can you to our study, the lesson that we are going to study. Okay, everyone look here, unit 6, doing it for charity, God will restore. Okay, so we will learn to talk about charity events. I should not say we will learn. I should say that we will discuss on the talk of charity events, discuss staying in shape, talk about geographical feature, show support and offering help, and also we learn grammar, our future that we use will, be going to, and present simple. All of these we already learned in the video clips. I already explained very detailed in the video clips.
and why my computer has turned on camera. Everyone, did you see me? Để đang khơi nhau mấy? Hôm nay? Số sẽ đấy, đi xa, mình khơi rút nhầm này, đừng rút nhầm, rút to lắm. Hát khơi lắm cô. Khơi nhỉ? Chà. Mà nó khơi, cô ấy nhầm khơi camera nhưng việc việc bao nhỉ? Việc bao lường. Mình vô đây. Việc bao lường. Thế nhầm mặt bao camera không việc bao lường. Nhầm phải công ta laptop của bà bàn tịch. Nhưng mà đây cầm rõ bà nó laptop lực lên tại bà riêng không thân ai nhầm căn laptop tử. Tại bà riêng đang bị đau mà nhầm bà ra desktop ấy. Ngày nay của bà mình tên bà laptop. Thế xa desktop bên này không bà tục thuốc cả. Chào mơ nhầm màu bốn nhầm xa bà tích lực lực desktop mà lỡ lọ chiên này xa bà ra. Nhầm ấy tất mà đó. Ok, để con đi nhầm liên some return, thank you. Okay, look at chart even everyone. We have picture A, B, C, and number 1, 2, 3. Do you know number 1, what picture? Number 1, with what picture? Picture A. Picture A. Number 1, picture A? Yes. Yeah, you are right, picture A. And how about number 2? Picture C, thank you. Yeah, thank you, lady. What's your name? Your name not appear in my computer. Siamay, okay. Vì sao làm Siamay? Okay, vì sao năng Siamay bạn cho rùm? Để thằng đi điên môi lực rù phôn mà nạ thế? Phôn mà. Điên môi cụ phôn mà nạ? Điên phố hiền. Chẳng 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 ấy từ mẹ đại châu rúm từ một ban cả lực những cái gì cũng này cả châu rúm từ mình cả lực chật đấy chẳng châu rúm can đại trà ấn lực chật can đại trà lực chật nên ai thế kêu mình là chưa được tụ là vẫn nặng đấy ok chẳng cần tha liên đang chờ luôn mà bạn chờ từ cổ vấn nạn chẳng cổ vấn nạn mặt đỏ mặt tụ nhưng mặt đỏ này nãy chờ luôn ở từ nãy chờ luôn cứ bàn hai mặt tụ nhé từ lứa mặt tụ assignment bao nhiêu cả đôi chỉ midterm là bao nhiêu đấy chẳng bảo chờ luôn bàn chờ ăn cả hiện rồi này cả lẽ nó tích bỏng hot sang tạc không biển đấy vậy chẳng mẹ kịp cũng có thế này là anh em công vô chẳng làm còn về cả nơi tự chết okay, so this one picture one with letter A. Okay, picture one with letter A, picture two with letter C, and picture three with letter B. Okay. And now let's listen to a recording that about them. Our listening, my purpose of giving you listening is that to practice your pronunciation. Actually, you have already watched in the video clips and you already listened one time already. And now listen again the second time from me. Unit 8, page 90, exercise 1. 1. I'm sorry. Some July 20th, 1969. Who was... The long time I didn't even buy the bug, I didn't even buy. Unit 6, page 66, exercise 2. News story 1. A haircut for cancer.
A 16-year-old girl has decided to donate all her hair to leukemia patients. Emma Cole will give her knee-length hair to the Leukemia Foundation to make wigs for leukemia patients. Leukemia patients often lose their hair during treatment for their illness. News story 2. Swim to the statue. Daniel Garcia and Carla Chin hope to donate money to a group that organizes Learn to Swim programs in New York City. In May, they will swim from Battery Park to the Statue of Liberty with 200 other volunteers who give their time to the programs. They have each signed up more than 50 sponsors who will give them money if they complete the swim. News story 3. Walk for Work. Andy Hopkins is raising money for a charity that helps set up work projects in Southern Africa. He got many sponsors who will give him money for every mile he walks. He starts his trek across the hot, dry Kalahari Desert in Botswana and South Africa next June. Unit 6. Okay, everyone, did you hear clearly? Did you hear the recording clearly? Yes? Ta lưu xùm lên, lò đấy, lưu xùm lên cho bà tế. Cho bà tế, này đó, này, lưu đấy. Lưu cô. Bà, ở con tràn sẽ mấy. Okay. Chứ mô, sẽ mấy, lưu chứ mô siêu mấy. Siêu mấy lưu cô. Và, đam gồm sẽ nó ngày nhầm nè cái tay còn tha nè đời xa chúng nó chờ đợi nữa chờ đợi nhưng chờ làm được nặng nè chúng sẽ mấy năng sẽ mấy năng chờ đợi nữa ok nhưng mà qua đây chờ làm tha nặng xì ở đây vậy này vậy này ok ok nếu cứ chỉ cả bỏ trái này thằng này miền cật miền ắt bỏ bỏ trái nó nghe này thằng gót rồi miền này thằng gót này thằng này miền này ắt bỏ trái nó mà anh này thằng này miền print này anh này miền ok good thank you now everyone look at answer to 1, 2, 3. Answer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and 4. Matching one with letter B to donate. Thì đó nếu con mình trên lên con ăn donate á, ăn ha donate đồ ấy mình đu với nó. To donate money is to give money to a person or an organization. How about number two? Raising money is collecting money for a special reason. Good. Letter D. Collecting money for a special reason. Very good. And then sponsor are. Okay. People or businesses that give money for an event. And volunteer. Letter A, yeah, people who work without receiving money. Nè, đại thừa ca, mình thừa ca, prạ, chùm nâu, nè, mình thừa ca, prạ, chùm nâu. Ok, nhưng mà sắp lê, sẵn đôi chè sắp lê, sáu chứ, sắp lê, bộ dân dây máu, sáu chứ, nhưng thẹt mơ sân, mò bị kháng hiếm, rồi mò bị kháng bồ. Alo. Xin lên sai khang khéo.
Alo alo alo. Lu chba na ni. Alo. Alo. Set up mdang tiet. Yeah. Oh, prang dai chap hai. Computer ka ko ai ka ko. Alo alo. Alo alo. Alo, mỗi bì bay. Alo, mỗi bì bay. Alo, mỗi bì bay. Alo, alo. Nhật hàng nhật lưu nhóm chụp bà đi. Nhật hàng nhật. Chụp bà đi sao? Alo. Bà nè. Ok. Bà. Alo. Ok, lưu mình tới dạng stơ mình đắng. Ok, dương bắt đầu tiết, nhanh đi bắt đầu tiết. Dương mơ đào listening. Anh ấy kia tôi sẽ khói mình grammar, anh ấy cứ listening. I decide to listen to a radio interview. Which person from the story on page 66 is being interviewed? Okay. Ta manu nam ne na knong tpo ni 66 ni dai samphia dai samphia na knong bachu. Anh ấy chạy bàn thế. Andy. Okay, Andy. Good. Andy Hopkins. Andy. You all right? Andy Hopkins. Okay. So there are three things he will do in his track, you know, track. Cái okay, track nữa. Track to say bài này. Cái okay, track nữa này, tao nghĩ. I mean, see it, track. Cái sao track, cái okay, track. Đầm ná đa thma chương. Good, đầm ná đa thma chương, track. Nhưng có đa đa thma chương. Đá đá thơm à chương nè. Chẳng có đá đá thơm à chương. Tại môn nâng có đá có thở dô vây tư chữ mùi. Có thở thua vây khá. Ok. There are three picture called work out, a compass, and take an exercise class. So which one he speak first, second, and third? Mùi ná còn dây môn, mùi ná dây cỡ, mùi ná dây trong cỡ. Né. Okay. Cần dây đập bông cái cần dây đập vầy.
cảm giác là bốn cái cứ workout, cảm giác thì pí cứ take an exercise class, and thì bấy cứ a compass, okay, mình compass nè, compass, anh cho nó compass, okay. And then look at exercise 4. Exercise 4. He was in a good or bad physical condition. Okay, he was in bad physical condition. Okay, he was in bad physical condition. Em khơi nhà ta hôm nay đi mình cố gắng nạc sẵn lại một lần mà nhóm mặt sẵn lại sao? Rất an mến. Màu bị nhóm mặt sẵn. He isn't doing any special training or is doing a lot of exercise. Okay? Thầm ra kru nà kách sa khám riêng này, kru nà slot sa sa khám riêng này. Number three, he isn't doing any special training or is doing a lot of exercise. Okay, no one answer. I mean, that's lying. He's doing a lot of exercise. Okay, he's doing a lot of exercise. Tại bất vì sao chẳng xảy ra bởi tay tôi có cả hai mất phẹt dân xảy ra tiết tay nẹm xảy ra bởi xảy ra bởi xảy ra bởi xảy ra. Nè mà cái nô nè, miền chân chia, sổ phía, xịa mây xảy ra. Mà nè, nà vi, trai nuôn nhỏ Lisa nít mô bếp ok ăn ăn chanh ok mô ok vitrayas and Vishal, Sithai, Sithai, okay. Chẳng chui chlai phong nè, Samon. Hello, Samon. Hello, Samon. Yeah, Susday, cha. Okay, Susday. Samon, at chlai chẳng. Yêu cơ tập chuẩn mà nhớ cha. Oh, tập chuẩn mà nhé, okay. Thank you. That's what you have answer to me. Lấy dân trả lời hay nè, dân trả lời mới nhớ mày. À tại vậy. Tại anh nhạc là hai chú mọi trả lời tiết. À đây đi. Ok, number four. He will work about a week or a month. A week or a month. A month. Okay, a month. Very good. The charities. Biết đấy, công an charity. An charity mình trả lời tì. An tha charity. Charity. The charity helps homeless or poor people. ជួយអ្នកដែលអត់មានផ្ទះនៅឬក៏ជួយអ្នកក្រអ្នកក្រជួយអ្នកក្រត្រឹមត្រូវណាជួយអ្នកក្រឥឡូវខ្ញុំបានទៀងទាត់លំហាត់ជាមួយអ្នកទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចស្ដាប់សម្លេងជាមួយខ្ញុំដូចតទៅរវាងការសម្ភាសន៍របស់អ្នកវិទ្យុ hai nắng lộc Andy Hopkins. Okay. Nhưng sắp đôi tỏ tờ. Page 67. Exercises 2 and 3. So, Andy, how do you feel about your sponsored trek across the Kalahari Desert? Well, I feel pretty nervous. I mean, it's a long trip, and it'll be really hot. But personally, I'm looking forward to doing something this difficult. Are you doing any special training to prepare for the walk?
I was a little out of shape, so I'm working out at the gym, going swimming, and taking an exercise class. When exactly do you start your trek? I leave on June 1st, and I expect to finish in a month. Are you going to take any special equipment with you? Well, I'm not going to take many clothes, but I'm going to take lots of water and a compass. And exactly why are you going to do this sponsored trek? With the money I make from this trek, the charity Work for All plans to start special cooperative work projects to help poor people. Well, good luck. Okay. Wow, good luck. Sẽ mấy trang giấy amen sẽ mấy? Có tay chứ chưa? Ok, giấy anh giấy mà xóa cúng nè, ở đây thì khoai cho anh giấy nè. Ok, lời dân miên bịa tầng ớ, bầm bầy. Chia verb, to train, vật hạt, to work out, hạt pran, hạt nè club nè. Ok, to be in good shape. To be out of shape, to go trekking, to stay in shape, to be in bad shape, and to go running. Dân khăn ông bảy nâng miên chai chìa cồm, cồm thì mũi, to be in a bad physical condition, group A, and group B, to be in a good physical condition, group C, to exercise. So, everyone tell me the answer, A, number four, and number... Number four and number? Number seven. Seven, good. Number four and number seven. And then, be in good physical condition. Number? Three and number six. Three and number six, very good. Thank you, Sir Mai. And then the last, the rest will be letter C. Number one. Number two. Number two, number five, and number eight. Okay. And now we have exercise three. We have eight pictures, A, B, C, D, E, F, G, and H. And we have eight words like a valley, a beach, an ocean. This is the ocean. Man, oxygen is ocean. And then ocean, Mahasamud. Valley chalong phnom, beach chne khsach chre chne samot, a lake bang, an island koh, a desert vi khsach chre samot khsach, a mountain phnom, a river tan le na chang le tang khnia alai da asor mo khnyom, a beach letter a. Good, thank you. Letter A. And I'm sorry, back a bit. And a beach, an ocean. Letter? Number H. H, very good. Letter H. Then number, letter, cái anh letter. I saw H. Ở đây tên gì lên tới number, còn number từ, H. And then four, lake, a lake. Letter? Letter G. Yeah, letter G. And number five. Letter E. Letter E. Number five, letter E. Okay. Number six. Letter B. B. Good. Number seven, letter C. Okay. And last one, letter F. Ta bứt nhà ta đi rụp hiệp năng việc và bạn mơ chúng ta tôi score nha. Bởi sao rụp hiệp năng cẩn lơ cho bạn vẫn dừng mơ cho bạn mà. Tại là sao nhầm rò dập hơi cẩn lơ hết bàn. Nói nghe. Lớ nhầm chạy xong lên nhầm sẽ đáp. Xong lên exercise 2 năng exercise 3. Ok. Nhưng nhầm chạy sẽ đáp. Pi đoạn. Pi còn lại nhé. Pi còn lại. Chẳng nhầm sẽ đáp. Đôi ta tự. Page 68. Exercise 2. A. To be in bad physical condition. 4. To be out of shape. 7. To be in bad shape.
B, to be in good physical condition. 3, to be in good shape. 6, to stay in shape. C, to exercise. 1, to train. 2, to work out. 5, to go trekking. 8, to go running. Okay, dừng sắp cả cái bịa cái án dừng đang sắp pronunciation bậc kí hay dừng ai để dạy tạm cái bàn tâm trời nhé. Okay, lấy sắp mùi tiết. Page 68, exercise 3. 1. D, a valley. 2. A beach. 3. H, an ocean. 4. G, a lake. 5. E, an island. 6. B, a desert. 7. C, a mountain. 8. F, a river. Okay, now we go to another exercise. We use the word from the box to complete. Number one, have you ever climbed a high mountain? And which one? And two, do you think that young people exercise? And is it important to stay in good shape? Okay. Would you like to train? Right. Yeah. Are there any river, lakes, or ocean? Ocean, okay. Near here where you can swim. And then, do you think that some people work out? Okay. Okay, continue, everyone. Go to grammar exercise. You know, grammar, I already explained in the video clips. And then if you want to listen more detail, please go back to video clips and watch it. And now let me summarize for you. We learn about using will, be going to, and simple present for future tense. You know, when we use will, there are four way to use will. First one, you have to use will for prediction. Second one is for promise. Third one for the fact. And last one for decision. Okay. ការប្រើ will មាន4ប្រភេទទី1ប្រើសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយទី2ប្រើសម្រាប់ការពិតទី3ប្រើសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទី4ប្រើសម្រាប់ការសន្យាណាចំពោះ be going to គឺប្រើសម្រាប់plan សម្រាប់ផែនការសម្រាប់គម្រោងយើងធ្វើមិនយើងដឹងថាគម្រោងគឺដោយសារមាន evidence ដោយសារមានភស្តុតាងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង10កន្លះព្រឹកនេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា our study is going to finish at 10:30 okay.អានឹងដោយសារយើងមានឃើញផុសតាងណាតែបើយើងនិយាយពី schedule every week
Dương anh vậy thà. On Thursday we will have class. Rồi có on Thursday we have class. Dương prà bàn chẳng nè. Chẳng dương prà present simple sản phẩm cam vị thí ca vị phía chú bà lùa. Ca vị phía chú bà lùa. Chỉ riêng rồi thằng này bỏ hóa dương prà dương chụp khả nha đặt toal cho mọi nâng cừu nâng sơ. Chẳng dương prà present simple. Ok. Dương anh dạy thà we have class on Thursday at 7:30. Tạm phản ca bà dương cư dương thật châu riêng nâng mong bà lạ riêng rồi thằng này bỏ hóa. Còn tại thằng này đã xa nhóm đồ tì tăng chỉ thằng này bị xế đồ chuyện rõ đón ngay khó bị rõ đón bị xế nâng mình ấy dương khó bị rõ đón dương mong chân bày bằng chạp bà đá đã xa để bánh hạ đồ tì tăng thở rơ lại nhé. Ok, lấy dương thuộc làm hạt đoàn đi. Number one, the train leaves at 6 p.m. This is scheduled event. And number two, okay, number two, it be really hot. Prediction, plan, or schedule event? It is prediction because using will. Okay, I'm going to start exercise a lot. So, this one is plan. Okay, use going to. We're not going to work out today. This is also plan, okay? And how long will the track take? That's prediction, okay? They arrive on May the 1st. This is scheduled event, okay? Rupra, Kavipir, they arrive on May the 1st, the 1st, okay? So everyone look at a reading block, a block about a charity event. A block này cứ chia bia cái pra website cái bản đàn sử công cái pra môn kỳ. Một tòa bì website www.acom ấy nâng kê gọp cả block cõi mọc nè. Hay block nâng vì bà hài nâng Facebook bạch bón tại vì bộ miên chạp nè. Chẳng kê có vì bếp đôi chia xa bọn miên nơi lơ internet chẳng nè. Kê cho bọn miên ấy chẳng còn thay cái set cái bọc bùm lơ cái đà blog cái bọc bùm lơ website như thế này hay việc free cái món phở www nó cứ bằng lối á lấy ắt bằng lối free được được kia nhé bằng từ internet para ba này chẳng khâu này cứ miền này sẽ blog sẽ bọn miền blog nưng mua Daniel and Carlos. Ok, Daniel and Carlos. Lần này nhà thì cái miền chấm nón chương ao bốn phần tay cái đạo chương rùm mùi number one who are we, how about number two, okay number two, what is the title everybody, number two the title is what are we okay. Going okay, what are we going? And then number three. Here, number three. number three. Where? Okay, where are we going? And number four. Preparation. Okay. Còn đi mở slide cho bạn đi. Okay. Hello teacher, when I talk to you, why you not hear me? Okay, Lisa, cái muốn Lisa dễ lư thì bạn ta nói Lisa dễ lư. Lisa ai chân sân chân hết châu màu vĩnh bẹt hết châu màu vĩnh mà mình chết nhưng còn là bẹt hết tập lập từ vĩnh cứ Lisa đang lười bộ ấy cà pì muốn khơi
sao bị sao mà nhấy có thời chẳng tức lừ nữa. Ok, hai ba mình lưu tế trong nhầm bạc vĩnh nè, chúng ta mau bị cừu của miền là lưu giá bạc xả mờ dân bọt lưu xôm dây mình nhầm mà lưu xôm lưu giá chạp hẹp chết nè, dầm bây nhầm bạc mà đòn nè, chúng ta mau bị account cừu của miền đài tỏ đặc cừu bạc đài nè. Ok, tỏ tiết này là nghĩa true false. He, after reading circle true or false, Daniel and Carla learned to swim when they were young. They were very young, false. And then now, exercise two. They are going to swim in a lake, true or false? True or false? Visal? False. Okay, false, not true. Manhattan is an island. True or false? Yes, true. Cứ chỉ có mùi nè. Có nắng. Chỉ có đại kỳ sáng. Rục sợi phép rồi bảo mệt nè lần nụ. Okay, local schools and colleges will sponsor Daniel. Hello, and Carla. Hello. Lười, lười. Lười, bà lười. Lười, Lisa. Okay. Can slide không? Can slide. Dạ. Can slide. Okay, chúng ta có thể nhầm xong bạc màn tích hay châu được với nhảy. Bạc màn tích mà châu được với chẳng đang mơ ta chừng khởi được. Bạc mà với nhảy cái chỗ cụ xanh riêng tầm một tiết đó ai cụ bạc mình tới châu rồi vẫn dừng mơ khơi nhảy chú khá mau bị khang cụ đại mẹ thả mau sật tại mau bị khang sát đi. Ok hay cả nhà nhưng mà tao đã lưu dùm lên còn dễ không nè cả nhà Vitraya Smile Vitraya dây lưới ấy, dây lưới ấy, sàn dây mùi mà. Hello. Dây hello mùi mà, vị trời giá. Nhưng mà anh chẳng mà trời ấy. Như chờ, chúng mình nhóm smile vị trời giá. Ok, vị trời giá. Ok, trời này, nhưng mà anh trời này. Ok, ở con tràn. Để bạn try top. Hay vị trời giá, mẹ bạn mơ video clip nhầm bởi dân đấy. Chà chà, video môn nhóm bạn mơ tay à, chờ tập tài lẽ này, bạn mơ đời xa. Mà tất nâng nhôm lùng vô lỡ. Ok. Ok. Ba đây nè. Ok. Nhưng tỏ tiết number 4. Local school and colleges will sponsor Daniel and Carla. True or false? Ok. False. This one. And then the foundation helps people learn to swim, true or false? True. And Daniel and Carla are going to train these three times a week, true or false? False. False, very good. Okay. Okay. And so now everyone listen. Listen to the listening that about a blog about a charity. A blog about a charity. Okay. Stop me. Trong video clip nhóm đã sắp mà đoàn hỏi là những việc đã đảo mình tái nhóm sắp ở sắp lần mình nhất không cùng nón ở nhà toàn đi hát pronunciation. Page 70, exercise 3, Daniel and Carla's blog.
Our names are Daniel and Carla. We're both college students. We live in East Harlem, a neighborhood in New York City. It's important to know how to swim, and it's fun too. We learned to swim when we were about 12 and 13. We learned in a special Learn to Swim program that was free and open to the public. Before, we were afraid of the water. But now, we're great swimmers. We wanted to do something to help other young people who can't swim. We're going to raise some money to donate to the Manhattan Island Foundation. The foundation organizes swimming events around Manhattan and supports public Learn to Swim programs in New York City. In May, we're going to swim from Battery Park to the Statue of Liberty. This is about 1 mile, 1.5 kilometers, and it will take less than 45 minutes. We're going to swim with about 200 other people. We hope that local stores and businesses will sponsor us, and we're going to donate this money to the Manhattan Island Foundation. We already have $800. Some people say we're crazy, but they still give us money. Some of them are coming to watch us swim, too. Battery Park is at the bottom of the island of Manhattan. We're going to swim straight out to the Statue of Liberty, passing Ellis Island on the way. We're going to come back to Battery Park on the ferry. We're going to train twice a week from now until the day of the challenge because we need to be in great shape. We'll swim about 1.5 miles, 2.5 kilometers each day. Before we can do the swim, we need a certificate from the foundation. To get the certificate, we have to complete a 1 mile, 1.5 kilometer swim in a swimming pool in less than 45 minutes. Okay, everyone, now we have finished the reading and we will have one more reading. Yes, but first, exercise five, what you need to do is that you need to, with your friend, create an event charity organization, and then you can make a speaking about that your charity organization, and then use these questions to talk or to take note. Okay, like what are you going to do? Where are you going to do? Or why? Not where. Why are you going to do? When are you going to do it? What charity are you helping? What preparation will you make? How long will it take? And what things you will take. Okay. This is a lump hat that we are doing. But God, I'm coming to the store. I'm going to be able to get some new things. I'm going to be able to get some new things. I'm going to be able to Okay. Now we have charity around the world. Lisa, Vishal, and Siamai, three of you, have you done this exercise? Yes, teacher. Okay, good. Thank you. How about Vishal? No. Vishal? Lan je chap on yum te hat. Okay. On yum. On yum le te ban je. Lisa, mien paon na chat nai. Mien ta cha. Ta ko yum mien ne. À, trong mà lại phần nữ lấy tiền một lần món coi gì lần ok có chết ngặt kim lọ ok comment chat đấy đăng bong bong lồ vol ok one with letter C how about two number two letter D good yeah letter D number three letter A number four Letter H, né? Okay, number five. Letter B. Number six. Letter F. And number seven. Letter G. And number eight. Letter E. Chẳng để tao đi. Chưa chạy trong lái ba lê già được ạ.
Nè ta chưa chạy chậm lại Lisa tí. Đi cha, nhóm ta rụp ạch đăng thầm nguyên na chân ở nhóm An mới hay nhóm Mai mơ biết thầm đăng tha. Ok, nâng ấy. Bất mê đạp phóng. Màu bị chạy tì, màu bị nhóm rô dập hơi original ạch chân. Rô bán nhóm nâng này, bần tay sọc đại rô bán bán nó nhóm rô tênh ạch chất. Tu tiên đi thần đi khát krong á, rô tênh bán. Ok, tạm bất chậm lại vì trời khóa 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 nè. Number 2, D trời hỏi. Tại number 3, mẹ D tế cứ F nè, cứ F. Cứ F nè, ok. Cứ F. Chồm, ô dạp mà. Rất lột là hốt nè. Công tơ thông mấy bà. Mình toàn đang chặt bìa. Mơ bị lột là hốt nè. Ôi bà. Number 4, letter G. Number 4, letter G. Number 5, letter... Sao phải chạy nhanh mắt ấy để dập mà. Dập mình tên, nó nhầm thứ mất bật ở năng ạ. Ở đây chạy chạy nhanh mắt. Chúng ta nói về bằng screen. Number 5, letter B, trời hỏi. Number 6, letter, mà F ấy cứ E, nó letter E. Letter E. Number 7, letter A. Number 7, letter A. And number 8, letter H. Ok, letter H. Để mình đọc nhé. Letter H. Chẳng... Ở con nó lý giảng, tôi bây giờ khóc ở đây để bố ấy dừng bàn châu rùm, lý giảng bàn châu rùm, ở con lý giảng mình tên. Ok, lý giảng châu rùm các bà ôn dùm. Hay, xịa mấy phải bà ôn dùm này, ở châu rùm này. Ok, mên quang, hello mên quang. Hello mẹ con. Hello Si Thái. Hello Si Mây and Si Mây. Mình pi nó Si Mây đang Si Mây. Si Mây. Ngâm. Manet, Navi, Sam On. Ắt xài đúng không? Tích ăn lừ. Lừ cho lừ. Lừ ok. Nà ok, à con tràn. Lừ cho lừ. Chờ mình cứ xin kiếng, mình kiếng cho nhận tình. Ok, ở đây đây, lời lưu ra chân, ở đây. To tiệt chân. Mơ nhận nha. Ok. Lời dân mơ lầm hạt bằng to. Ask for money. One. Ở chân lầm hạt đi, nhầm đại chùm lại chùn thêm đó, nhầm đại chìa so, thì nhầm đại chìa lê chứ nè. Em đã chia sẻ về sùa mơ chiền nè, dân dân cha mơ chùm lại tại mặt đón. Ồ, mấy chừng. Ồ, dạp nè, nhầm pra công tơ này chẳng riêng mong, pra vì chẳng riêng mong. Chẳng riêng ơi. Copy ban tiệt. Copy lại mà đạt ban tiệt. Tiếp bàn mến. Ừ.
Okay. Tiệt bán đây này nó như vậy. Copy dân mạch cho mày này. Ồ bà này, ngư chậm mà. Ok, chân cái mới đi chậm lại với nhóm đã trẻ xó nữa, nhưng mà đã trẻ lê gì. Bộ mặt hàng đi lê gì, chân đã lê chết cái lô dương chậm lại một gì, chân đã xó. Ok, true false, everyone, read answer to me. There are about 26,000 trees in the USA. Miền đàm chơ pi pon pi mơn mùi pon đàm nè mệt trời đời tì. No, fall. Ok, thank you, siêu mấy, siêu mấy. Ở con nát siêu mấy, cứ mần bất tì, cứ fall tì. Pro nà mệt miền đàm chơ lơ bình nâng. Kênh dây nà mệt chắc dân chờ lắm. Khơi lệch pi pon mùi rồi đẹp nếp bàn tay, nó kì đã nào dù do kì, nế nơi ẩm rịch nế. Training, ok. Training is given to volunteers who do parachute jump in Ireland. False. True. Cái thà cái ao hạt nè, cái ao hạt mà chăm che các bạn này tới cái bà hạt lột chặt. Hãy bàn lôi pi dân tới nó mới này thà dân tới chua cái sông cái riêng lột chặt á. Chân dân ao lôi được cái tới cái bà hạt dân thấy hay lôi nó cái ăn vô tới nè đấy cái giờ chui đó manus thò chui đó sạt này sạt lý hay năng sạch xe tôi đàn khí năng lý hay mua năng xe tích tụ xe cả đào khai xe cả đào nó sọc dương miền khai xe cả đào nó riêng chỉ xe bà đây tụ bần bần chủ kỷ nế ok sạch năng cầm rõ là lời lời phục lộp chẳng đạch phú giả sạch xe cả đào năng nế ok chẳng phổ the refute in Spain take care of Dunkey and Mool, true or false? True. True, good. Vậy tới cái bệnh viện mấy cái đó, bệnh nhóm mình ăn lô để chặt nâng. Mình lên vậy nè. Lô đập khóc chạy tế hạt mê ruồi. Ok. Lisa chẳng lô chặt ấy, chẳng riêng lô chặt ấy. No. Sightseeing is included for dry stone. Wall volunteers in England, true or false? False. False, okay. And you won't earn a lot of money as volunteer, teacher, and chill, true or false? True. Okay. And a Zambian organization help family produce food and make money. True. True, good. And last one, Bart Warner uses dog to detect mice. True. False. Got prae ka dol le na. Pi mun skae ke prae riew min. Pontae lai ke chop prae skae hai. Pro skae vi tae riew mso ptuh. Ptuh min ngop skae nang namong. Pro skae vi at chbas dai ka dol le. Ka dol vi khluon vi sral at cheh ptuh min ni. Tại vì việc cho bà mong, vì sao mình xài. Mình xài, đừng mà mình xài cái đạc xài, cái liệp đầy liệp ấy, hay việc trẻ phóng. Việc mà ưng mượt khớ nhá, đào tẹp tu. Cái đào tẹp tu. Ơ, là mình đi chẳng. Đào bê cái đó ọt đi, cái đó vì khơi mình cứ vì cạch chỉ xa mạng cho nắm, nâng cài đầy cho nắm. Cái nào mình xa mạng vì cài đầy, được chứ nế, cái đó ai cho rồi mình khơi ban mà rồi phía rồi cái đó là rồi mình khơi ban mà rồi phía rồi hay bạch bón cái pra tất cả đó là riêu mình về thì hiện cái thua đầm náo chẳng bà thua ơi mình là lấy sân miệng sân tập hiệp vậy sân miệng ca bia bật tia thì hiện về cái đạm mình chẳng tới bộ thì hiện đào tới video cái đó là tới cho mũi hay cái đó là chết nè về rốt rồi mình hơi rốt mà rồi mà chạy vừa nhảy nữa ok
Cô đồng chá tế ạc của sao thằng thao vì ạ dụ khlây. Vì ạ dụ bàn tại pram chân ám ạ về ngay. Dân kênh châm vì ạ phai chân mạch chân ám kê bà hát về chế hệ dô tư. Ở riêng mình hay cái đó lắm mấy cái đó là ấy chùm lái chứ nè. Cái đó là phát tế hay chứ nè. Cái đó là cái đó dân đạng cục xùm lạp cháu lắm. Cái đó lắm cái dô tư bà hát. Đờ rẹt nó cái đó bà mê nó cái đó là phát tế hay. Cái đó là phát tế hay. Cái đó là nhân vay là ngay cho với chỗ tế hả? Bà vay là ngay cái vô tập bị sao vì mình group chiếm đôi mình không cái vô tập bị sao năm mấy xem xin cái vô tập miền tây cái đó là ngay đây group chiếm đôi mình hay năng tuần sai tại tuần sai bị bạ bạn chậm mọi bên nha cái đó nó nghe bà này cái đó phần mày hai tay cái đó nó bên chậm về sáng cứ score mà cha đôi cái chẳng còn cha đã được cái chẳng rốt cho không ai không em cha để mà cha màu chẳng á ở đằng trăm vi ở sang bị tu màu chẳng á ấy bị che rô min tại dụ vi ở về nhà phải làm chân nằm để mà chân nằm cái do vi từ riêu min tại vì ở dụ bay chân nằm cả lái cái châu bay về riêu ấy cả châu này vọt đấy cái đó là không ai dương mới chung ấy là bay từ tiền phục lố các bạn bị đại mi bị phục lố á mẹ đại mi, à lấy cái ao bia là trái đây, bia tuổi bảy chín năm còn lại, trái đi, trái mà, hai bia riêu miền ban, phải hai chiếc mà pon pi rồi crop, riêu miền ban, việc còn là riêu ở khơi nhá, riêu chỉ đẹp đó, mà đâu chỉ đẹp đó, tại vì riêu ở khơi, hai cái đó riêu cứ sạt phim nè, cứ mình miền chỉ lại, nè, đôi sạt cái bia riêu miền chỉ lại, tập tụ ngọc con này còn miền đây. Đây là cái về bậc cái tầm minh cấp ấy minh cấp đây à minh lơ về ắt sơ đăng này chẳng á ok lấy dương đáp listening ba ăn cam rất thoa nắng ô JP chuyện rất thoa nắng á lấy dương đáp hay dương mở từng ngày này đầm bấy hát pronunciation cứ tiếp một mùi pages 72 and 73 Exercises 2 and 3. 1. Too many people die every year because they have no access to clean drinking water. Your donations can help buy water filters that provide people in Haiti with clean water at home. 2. Did you know that there are 26,000 trees in Central Park in New York City? Help us maintain them by adopting a tree in the USA and making a donation to the park. 3. Do a sponsored parachute jump in Ireland and raise money for cancer research. You don't need any experience because we provide all the necessary training. 4. El Refugio del Burrito has 68 donkeys and mules in its care. Every animal that arrives at the rescue center is given a life of loving, expert care and attention. Adopt a donkey at this refuge in the south of Spain, and your donations will help us continue our work. 5. How are you going to spend this summer after you graduate? Young adults and students can volunteer to teach English in Chile. Don't expect to earn much money, but you will have a great time, and maybe you'll even learn some Spanish. 6. Are you looking for a vacation that includes more than just sightseeing? Then become part of a group of volunteers who work to repair dry stone walls in the English countryside. 7. Give money to buy seeds for families in Zambia. We provide families with the means to grow their own food. We hope that they will have enough to eat and enough left over to sell. 8. For the past 7 years, Bart Warner has been running a unique lab in Tanzania where he trains rats to find deadly, unexploded landmines. Although dogs have traditionally been used to help humans detect mines, rats are lighter, cheaper to maintain, and less likely to get tropical diseases. Send donations to help Bart train the life-saving rats.
Okay, nè đại bậc hạt cả đó lắng chmua bad water. Okay, cót nơi ruo nơi lái. Hai vị chỉ riêng bận á. Okay, lấy dương đào cả lại tí bên chập này mày riêng cứ riêng sản tình địa nè. Lấy dương sắp này tầng này sắp ca sản tình địa. Mùi này sân môn nâng châu tầng nông dịp hơi mơ lòng hạt bảo vệ nè. Okay, ca sản tình địa là viên Kala nâng Jack. Page 74. Exercises 1 and 2. You know, I've noticed more and more stray dogs lately. I hear you. It's so sad. It is sad. We need to help the animal shelter. I couldn't agree more. No dog should be on the streets. I'm going to organize a car wash to raise money for the shelter. Great idea. Count me in. How can I help? Well, you could help me get volunteers from school to wash the cars. No problem. I'll do anything I can. What can I do? You could go to some local businesses and see if they'll sponsor us. You know, with soap and other supplies. Exactly. Maybe they'll donate some money, too. This is going to be great. Okay, now we have touch listening of conversation. You know, if you all try your best to learn from the conversation, you will be able to speak English well and to communicate in your business study. Okay, answer to the question. There are four questions. Listen to Carla and Jake's conversation and answer the questions. We already listened. Whose idea was it to have charity event? กำหนดบ้านเนี่ยนะคือคลาสไอเดียลิซาปอนยมใหม่มันอัดลาย Number two, what will the event raise the money for? Okay, for stray animal. What is stray animal?Especially dog. Từ sạch vùng vên plâu, sạch vùng vên tè, vùng vên mệt chà. Mà nó có ai, mà nó vùng vên nhá, vùng vên tè, vùng vên mệt chà, vùng vên tì tăng ấy đó. Có hai stray đấy, stray people, stray person, ok? Lời dừng mơ một tiết. What will Jack do? What will Jack do? Ok?Get volunteer. From local school. Okay, so what Kala will do? Okay. Raise money. Mình thấy raise lôi nè. Raise nó cứ phải xa barang. Hay ăn lấy raise. Khi máy có raise đấy nè. Khi máy bỏ prai với những ăn kia.អង្គាសប្រាក់ឬក៏ប្រមូលប្រាក់តែយើងប្រើភាសាបារាំងរៃលុយណា raise money and other supply to car wash from local company. Okay, sorry, back.Oh, why? Back like this. From local businesses. Okay, everyone look at number one. I hear you. How about number two? You know the answer? Number two? Number two. Let's start trending here. Okay.I couldn't agree anymore. Okay. I couldn't agree more. Okay. Okay, yes.
No worry. I really thanks for your participation in class. Né? Nhưng bất chế rì rì nào để nhận thông tin ban cho room. Né? Tôi bây giờ khóc ra trái cái đài. Né? Cùng bảo làm. Né? Okay, number three. Count me in. Good. Count me in. Count me in. Xem lên nhận thông tin khi ông sắp tới bữa rùa tiền nịch. Né? Ở đây slide. Number four, how can I help? Okay. And number five. I'll do anything I can. Okay, I do anything I can. I'll do anything I can. And then number six. What can I do? What can I do? Wow. Thank you. What can I do? Nè ta hình như nơi cho bọn nhầm hai chú nè. Hai chăm prap nhầm nè nơi sở rộng nạc là. Vì sao là sở rộng nạ? Nơi sốc hình sốt cho khai kết chế. Ồ khai kết chế. Ồ nơi sở rộng nạp nhầm đây. Phải bật sốt nè. Nè phải bật sốt. Ok. Nhỏ, khem nhỏ nơi sở rộng nạ. Chamrán nơi sở rộng nạ. Nơi sở rộng trên khá tự cao chờ. Vâng. Mên quang nơi sở rộng nạ đấy. Ảo quân á, Chamrán. Chàng. Mên quang nơi sở rộng nạ, mên quang. Nơi sở rộng có sở tên khá cực cung chàng chờ. Vâng. Sĩ Thái. Okay, nơi sở rộng nạ. Sĩ Thái cung chàng. Phần nất. Phần nất nơi sở rộng nạ, phần nất. Nơi sở rộng đông tông khát của bốn phủ. Và sở phía. Phát sở phía nơi sở rộng nạ. Dân sở rộng nuôn. Sở rộng nuôn nơi sở rộng nạ đấy, sở rộng nuôn. Ok, phải sở rộng lưu. Thông sĩa mấy. Sĩa mấy nơi sở rộng nạ đấy, sĩa mấy. Thông sĩa mấy. Yes, sir. Nhưng mà con nghĩ sẽ công công chạm. Ok, công công chạm. Sĩ mấy, hạ sĩ mấy, nó sẽ rộng nào đấy, sĩ mấy? Nhưng nó sống cô chơi luôn. Và phôn mà nãy, à con sĩ mấy đấy, phôn mà nãy, nó sẽ rộng nào đấy? Bạn là cụ nhóm nơi sắp vào bóng tôn, thay cả bóng sắp vào cụ. Ok, à con sắp nãy, ơ mà nãy, ai đang chân chìa nó sắp nào đấy, học chân chìa. Ok, bà slow rồi. Lisa, nơi bà đồ bòn thật. Dạ, cho nhóm nơi sọc bàn nàn. Bà đồ bàn nàn. Xâm ón nơi sọc nà đấy, xâm ón. Xâm ón nơi sọc nà đấy, xâm ón. Ok, nè, tao không biết chất bàn mà bơ nhảy. Ok. Chất bàn mà bơ nhảy để đăng nỉa nế. Nhâm xu. Chất bàn mà bây giờ bây giờ. Nằm bây giờ ta ngủ. Bà, tại nẹ đây nơi khát. Cái bông nơi khát á, chất bàn mà bây giờ. Tiếp tới hôm sau ngày mình được luôn. Ok, chất bàn sẽ lại nế. Ok. Chẳng để ta đi, nâng bàn chụp một nhóm tuol. Để bê cao nế. Ngọc thằng thân ạ. Ok. Sẽ mẹp, nó lấy nhóm xong xong ra. Chấm nuôn. Đã mong buồn cả lá chập đàm vinh nhá, mong buồn cả lá chập đàm vinh. Ok? Yes, sir. Ok, nhưng mê đến thì bà mua dân chập á nha. Chăm chô vinh chăm nhầm bà dô bì hôn vâng, tích chô miền tìm bà nha. Ok, nhưng dân xâm ra, đã mong buồn cả lá dân chô vinh. Ok, nè tao nè ai xâm ra nhầm bài dư rư cổ. Xâm ra anh thích á nha, bà dân dân chô dù bếch bì stress đài nha. Ok. Bà kênh mà plet chẳng xong bà đập ra này tí cáo bàn châu bình
Sức đây này tặng anh ấy là dương sầm rá hơi dương nâng chập đàm vĩnh nâng mang buồn cả là nhầm vui trong năm cầu mày.